Ở quê, bà của các bạn có trồng nhiều hoa quả không? Nghỉ hè rồi, chúng mình cùng về quê để hái thật nhiều hoa quả nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đọc bài thơ Về thăm quê, tác giả Xuân Hoài. Nghỉ hè em thích nhất được theo mẹ về quê. Bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ mảnh vườn quê bé nhỏ. Bao nhiêu là thứ cây bà mỗi năm mỗi gầy, chắc bà luôn vất vả. Vườn bà có nhiều quả, chẳng mấy lúc bà ăn. Bà bảo thích để dành cho cháu về ra hái. Em mồ hôi nhễ nhại, em mồ hôi nhễ nhại. Bà theo quạt liền tay, từ tay bà gió đến thơm bao hương quả vườn. Thoáng nghe bà kể chuyện, thoáng nghe bà kể chuyện, gió thơm say chập chờn. Các bạn đã thuộc chưa? Chúng mình cùng đọc lại lần nữa nhé. Nghỉ hè em thích nhất được theo mẹ về quê. Bà em cũng mừng ghê khi thấy em vào ngõ mảnh vườn quê bé nhỏ. Cha ô là không bao nhiêu là thứ cây bà mỗi năm mỗi gầy, chắc bà luôn vất vả. Vườn bà có nhiều quả, chẳng mấy lúc bà ăn. Bà bảo thích để dành cho cháu về ra hái. Em mồ hôi nhễ nhại, bà theo quạt liền tay, từ tay bà gió đến thơm bao hương quả vườn. Thoáng nghe bà kể chuyện lúa thơm say, không gió thơm say chập chờn. Bà các bạn có trồng nhiều hoa quả như trong bà của bạn nhỏ trong bài thơ này không? Bà tớ không trồng hoa quả đâu, bà ngoại tớ trồng rau cơ. Hẹn gặp lại các bạn trong kênh bé thơ nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong kênh bé thơ nhé. Bye bye.